Diễn viên múa Linh Nga, cuộc sống hào nhoáng, tình duyên lận đận. Đặng Linh Nga sinh ngày 12 tháng 1 năm 1986 là một diễn viên múa, một nghệ sĩ ưu tú của Việt Nam. Cô được mệnh danh là con thiên Nga của làng múa Việt Nam. Linh Nga được công chúng ưu ái gọi tên là chim công làng múa vì những bước nhảy tuyệt vời của cô trên sân khấu. Trong khi các nghệ sĩ múa dường như tách biệt khỏi đời sống nhộn nhịp của showbiz, thì Linh Nga lại là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà tổ chức sự kiện. Xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng, nhưng Linh Nga lại chẳng có được sự trọn vẹn trong tình yêu. Không có tuổi thơ. Linh Nga là con nhà nòi. Chị chính là con gái của cặp nghệ sĩ múa nổi tiếng Đặng Hùng và Vương Linh. Vì vậy, từ năm 8 tuổi, Linh Nga đã bắt đầu học múa. Nói về truyền thống gia đình, chị tự hào chia sẻ, tôi được múa từ trong bụng mẹ. 7 tháng mẹ mang bầu tôi vẫn múa trên sân khấu. Linh Nga không có tuổi thơ như nhiều đứa trẻ khác vì gắn liền với múa. Năm 12 tuổi, Linh Nga phải xa gia đình sang Trung Quốc học múa tại trường múa Quảng Đông và sau đó là Học viện Múa Bắc Kinh, Trung Quốc. Đối với Linh Nga nói riêng và những người theo nghiệp múa nói chung, giọt mồ hôi rớt lại trong phòng tập là hình ảnh đã qua đỗi gần gũi. Múa là nghệ thuật đặc thù chuyên chú với từng đường nét chuyển động của cơ thể, nên khổ luyện là điều luôn cần thiết để huy động mọi tế bào thớ cơ tập trung cho việc múa. Vì thế mà cả quãng đời tuổi thơ chị đều diễn ra trên sàn tập múa. Mỗi sáng tôi xách túi đi là trong đó đã có đủ đồ ăn, nước uống, giày tập và quần áo. Có thể nói, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường như vậy. Giờ thì không còn suốt ngày ở phòng tập nữa. Tôi được lên những sân khấu lớn có ánh đèn lộng lẫy, có nhiều người giúp đỡ và có cả ekip đứng đằng sau. Rất khác biệt với phòng tập khô khan với ánh sáng, sóng và đàn piano, Linh Nga chia sẻ. Linh Nga yêu nghề múa. Chị cho rằng đó là vẻ đẹp rất riêng của nghề múa. Vì để có được những hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, mọi thứ đều phải bắt đầu từ sàn tập. Đó chính là hình ảnh rất trái ngược nhau như thiên nga đen và trắng vậy, chị nói. Linh Nga cho biết nghệ sĩ múa là một người đầy nghị lực vì nghề này rất vất vả và không phải hễ có tiền là học được. Đối với người trẻ bây giờ, không phải ai cũng đủ nghị lực để bỏ ra 10 năm theo đuổi một bộ môn quá vất vả thế này. Chính vì thế tôi quý những giọt mồ hôi của mình, trân trọng tất cả những gì mình có và sẽ không bao giờ chuyển sang một việc khác. Nhiều năm nghiêm túc trên sàn tập, Linh Nga trở lại quê nhà và nhanh chóng để lại dấu ấn sâu sắc. Công chúng có lẽ sẽ không quên live show Vũ Hoành Tráng của Linh Nga tổ chức tại Hà Nội năm 2009. Tác phẩm Linh Nga xuất sắc thể hiện những động tác khó đầy cảm xúc. Từ đây mọi người đặc biệt gọi chị là chim công làng múa. Sau đó 2 năm, Linh Nga tiếp tục gây ấn tượng với live show Sen. Xuyên suốt đêm diễn, chị vừa là diễn viên múa chính vừa đảm nhận vai trò biên đạo múa để hướng đến các điệu múa truyền thống thể hiện được vẻ tinh khiết thanh cao của loài hoa đặc trưng Việt Nam. Với sự năng nổ hoạt động, Linh Nga được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú ở cái tuổi rất trẻ, 25 tuổi. Hồng nhan đa đoan. Với sự quan tâm của công chúng, Linh Nga trở thành một trong những nghệ sĩ múa hiếm hoi của làng múa có sức hút truyền thông. Nữ nghệ sĩ có trong tay hàng loạt hợp đồng quảng cáo đắt giá với các nhãn hàng. Chị cũng là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ. Trước ống kính, Linh Nga luôn tỏa sáng với trang phục thanh lịch, sang trọng và phục sức chỉn chu. Chị là nàng thơ không thể thiếu trong mỗi show diễn của các nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Sống trong showbiz hào nhoáng nhưng chị lại kín tiếng đặc biệt về chuyện tình yêu. Hầu như không ai biết được chuyện đời tư của Linh Nga. Vì vậy rất nhiều người ngỡ ngàng khi Linh Nga bất ngờ lên xe hoa. Mặc dù được săn đón nhưng những hình ảnh về đám cưới của cặp đôi hoàn toàn được giấu kín. Thời điểm ấy Linh Nga thường từ chối khi được hỏi về chồng. Sau khi lấy chồng sinh con, Linh Nga chọn cách đi về giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để đảm bảo gia đình sự nghiệp. Khi con gái mới tròn 1 tháng tuổi, chị đã trở lại với múa. Chị luôn khẳng định được chồng và gia đình ủng hộ việc theo đuổi đam mê. Tuy nhiên, sau một thời gian xuất hiện nhiều tin đồn về rạn nứt hôn nhân, Linh Nga chọn cách im lặng trước những tin đồn
từ chối trả lời phỏng vấn những câu hỏi liên quan đến hôn nhân. Thay vào đó, chị mở lòng chia sẻ về con gái và nghệ thuật múa. Năm 2015, Lê Nga thừa nhận đã ly hôn tan vỡ. Chị đưa con gái 3 tuổi về thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2007, chị và chồng xảy ra tranh chấp liên quan đến quyền nuôi con. Ngày ấy, vụ kiện của họ cũng trở thành tâm điểm của truyền thông suốt một thời gian dài. Nói về những sóng gió, Linh Nga tâm sự. Những chuyện buồn đó có lẽ chỉ là những tin tức được thổi phồng quá mức trên truyền thông mà thôi. Với tôi, mọi chuyện đều diễn ra theo cách của nó. Rồi cũng sẽ qua, quan trọng là thái độ của mình khi đón nhận nó. Hạnh phúc hiện tại của tôi là được tiếp tục theo đuổi đam mê, làm công việc yêu thích, được ở bên cạnh chăm sóc con gái, ngắm nhìn con lớn từng ngày, được bố mẹ luôn hỗ trợ yêu thương, tôi còn mong gì hơn thế. Trải qua giai đoạn thăng trầm của cuộc đời, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Tôi tập trung vào những mục tiêu trước mắt, dành sự quan tâm cho những người xung quanh mình. Với tôi, đây là những giây phút bình yên nhất. Sau một thời gian một mình, Linh Nga đã tìm được tình yêu mới. Thế nhưng cũng như mọi lần, Linh Nga vẫn giữ kín chuyện đời tư. Hình ảnh chia sẻ với người đàn ông bên cạnh cũng rất ít. Trước khi đến với người đàn ông này, Linh Nga đã từng vướng tin đồn là người xen vào hạnh phúc của MC Thu Hằng và chồng cũ. Cũng như trước đây, Linh Nga luôn đáp lại những câu hỏi về đời tư bằng sự im lặng. Nói về hạnh phúc, Linh Nga chia sẻ, theo tôi, phụ nữ đừng nên bám víu vào người khác cũng như hy sinh bản thân quá nhiều. Bạn hãy sống cho mình nhiều hơn và có quyền không lựa chọn người đàn ông vô giá trị. Tôi không làm bạn với người đàn ông có những hoài bão. Tôi thích làm bạn với những người đàn ông có hoài bão và đam mê, mình phải thực tế. Đối với tôi, ở thời điểm hiện tại, có một người bạn tâm giao để chia sẻ thật đáng quý. Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ qua thời điểm chứng minh mình là ai. Bây giờ tôi chỉ muốn đẹp trong mắt mọi người ngay từ góc nhìn nội tại.